Vâng, hello, chào tất cả mọi người nha. Và tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất vào buổi sáng ngày hôm nay liên quan đến vụ việc của tập đoàn Xà Lan và bên phía gia đình của chị Kim Hà. Thì buổi sáng ngày hôm nay em vừa nhận được thông tin chính thức đó đến từ bên phía gia đình của chị Kim Hà rồi, là cái vụ việc của Tấn Xà Lan này không còn xa nữa đâu, là nó bắt buộc sẽ phải kết thúc và có câu trả lời. Và gia đình hiện tại thì cũng đang xác minh những cái thông tin mà em cũng đã chia sẻ với tất cả mọi người đó. Từ những cái vấn đề là ở đây là cái Xà Lan có hư hay không, bình ắc quy đem đi đâu rồi, két sắt bây giờ đã dục ở đâu, và đặc biệt nhất là sẽ triệu tập Xà Lan về để có thể là dựng lại hiện trường. Tất cả chúng ta ở đây là đang rất là mong muốn là dựng lại hiện trường, nhưng cũng chia sẻ với tất cả mọi người như thế này: không phải dựng lại hiện trường ở đây là do bên cơ quan chức năng là họ cùng là ở đây là diễn ra, mà gia đình ở đây đang là cùng hai bên để thống nhất. Có nghĩa là bên gia đình của chị Hà ấy đang mong muốn là anh Tấn đánh Xà Lan về để giải quyết nội bộ. Đó, có nghĩa là bây giờ là cái vấn đề là gia đình họ đang nghi ngờ là có thể là anh Tấn này ăn làm cái điều gì đó mờ ám, nên là chị Hà mới ra đi. Nếu như anh Tấn ăn không dám đánh Xà Lan về thì có thể là anh đã chứng minh cái điều gì đó rồi. Bây giờ gia đình của chị Kim Hà có nói rằng ấy, chỉ có mong là anh Tấn hãy đánh Xà Lan về cái chỗ đó, và để cùng với bên gia đình chị Kim Hà thì sẽ tìm cách giải quyết. Thứ nhất là để nếu như có tội thì phải xử lý, còn nếu như không có, thực sự là không có tội, thì gia đình cũng sẽ có những cái lời gì đó, ví dụ như là để minh oan cho anh. Em nói với tất cả mọi người là bây giờ anh ấy nói là Xà Lan của anh nó chạy bắn máy ở ngoài kia, đúng không? Là 12 ngày là không chạy đi đâu được hết, nằm im ở cái vị trí phao chống, cái nơi mà chị Hà đã nổi lên đó. Thì khi mà chị Kim Hà đã được cào móc và nổi lên thì Xà Lan đã được rời đi ngay. Và ở đây chính là do ông Dượng 10 với lại là Dượng 9 kẻ Xà Lan đi. Nhưng gia đình của chị Kim Hà có tiết lộ rằng ấy, đã nắm rất nhiều thông tin về ông Dượng 10 rồi, là không có thoát được đâu quý vị. Em nói với tất cả mọi người rồi, ông Dượng 10 ở đâu ra mà ông báo mộng ở đâu ra, ông nằm ở đâu ra mà ông báo mộng, bà dì 10 ai kêu bà. Rồi tiếp tục là cái vấn đề là ông nào đi Xà Lan ở Bến Tre cũng sẽ được trở về cái Xà Lan đó để có thể là dựng lại hiện trường. Em nói với tất cả mọi người ở đây á, có rất nhiều quý vị khán giả có thắc mắc rằng cơ quan chức năng đã tóm ai đâu mà dựng lại hiện trường. Không phải, gia đình của chị Hà đang yêu cầu là bởi vì ở đây á, để giải quyết nội bộ. Gia đình của chị Kim Hà có nói rằng là Xà Lan của anh Tấn không hư, anh Tấn không có chặt dây xuồng, không có kéo, không có bơi ra ngoài đó hết á. Bởi vì cái điều dựng lại hiện trường này là gia đình cũng đang mong muốn từ đầu. Bởi vì là khi mà chị Kim Hà được kéo lên thì Xà Lan đã rời đi mất tiêu rồi, có nghĩa là bây giờ là không có hiện trường. Khi chị Hà mới nổi lên là anh Tấn cùng với Dượng 10, Dượng 9 ấy, thì lúc đó anh Tấn đang ở bên phường, thì Dượng 10 với Dượng 9 mới không biết bàn bạc cái gì đó và đem Xà Lan rời khỏi hiện trường để lên trên cảng Mỹ Thới Đậu. Thì cái ông mà đi ghe cào đó, ông mới chở theo dì 10 và anh Nhẫn, chị Tiền lên trên cảng Mỹ Thới để lấy 4 bao đồ mà dì 10 và anh Tấn, dì Năm đã chuẩn bị sẵn. Em hỏi tất cả mọi người là tại sao khi mà cái Xà Lan nằm ở hiện trường đó mà tại sao không lấy mấy cái bao đồ của chị Hà dục xuống cái ghe để đem về nhà luôn, mà phải rời Xà Lan đó từ cái khu vực cầu Vàm Cống đó đến tận cảng Mỹ Thới, và bên cái ông ghe cào đó phải chở theo dì 10 và anh Nhẫn và chị Tiền đến tận cảng Mỹ Thới để lấy 4 bao đồ của chị Kim Hà. Vậy thì có nghĩa là họ đã sợ đến cái mức độ mà họ không còn nhớ được là phải bỏ cái bộ đồ của chị Hà xuống để gia đình về làm tang lễ. Em nói với tất cả quý vị các bạn rằng là 12 ngày mà không nổi lên, nằm im ở giữa dòng sông Vàm Cống thì chắc chắn nó phải có lý do. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người rằng là bây giờ nằm ở dòng sông Vàm Cống đó, nước chảy mạnh như thế mà lại không trôi đi đâu, mà nằm im ở đó tận 12 ngày, mà khi mà cào móc thì mới nổi lên. Mà nổi lên ở đâu? Nổi lên đúng chỗ chìm. Dượng 10 có gọi cho anh Tấn là vợ mày nổi lên rồi, nổi lên đúng chỗ chìm rồi, nổi ngang Xà Lan mình á. Nhưng mà anh Tấn thì lại bảo là đã trôi qua Xà Lan 40m. Nên là gia đình của chị Kim Hà là anh Vũ và cô Biển vẫn đang ở Hà Nội thôi, nhưng mà khi mà quay về, bởi vì em nói, em chia sẻ một chút như thế này: tại sao anh Vũ với cô Biển lại không có ở nhà mà lại phải đi công việc nhiều như vậy? Bởi vì thứ nhất là anh Vũ cũng phải đảm bảo sự an toàn cho bản thân mình. Bởi vì nếu như anh Vũ mà có việc gì thì cái vụ việc này sẽ kết thúc. Bởi vì anh Vũ là cái người mà cầm đơn đi này kia, đi tùm lum hết, để gọi là lo mong muốn vụ việc sẽ sáng tỏ. Bởi vì anh Vũ có nói rằng là không bao giờ tin chị Hà nhảy sông chỉ vì 1 triệu, mà nó phải có cái lý do nào khác đó, nó phải có sự tác động nào đó thì chị Hà mới nhảy sông. Và ở đây em nói mọi người là không phải là riêng gia đình nhà chị Hà là nghi ngờ, mà cả dòng họ nhà anh Tấn cũng nói là nghi ngờ là anh này phải xô xát gì đó thì chị Kim Hà mới nhảy sông. Em nói mọi người là phân tích những trường hợp như thế này: nếu như Xà Lan của anh Tấn quay trở về vị trí hiện trường là nơi
cái phao vàng mà nơi cái xà lan đã neo vô đó để gọi là xà lan hư ấy, thì đầu tiên nhất là gia đình của chị Hà hãy bảo anh Tấn chứng minh là cái xà lan của anh băn máy ở cái vị trí cả 200m đó. Ai đã đẩy cái xà lan của anh từ cái vị trí 200m đó vô neo cái phao vàng này. Đó, đấy là cái đầu tiên mà cái xà lan này đã phải làm chứng rồi. Cái thứ hai, nếu như không có ai kẻ xà lan của anh vô thì anh đã làm cách nào mà để anh rời cái xà lan của anh từ cái vị trí bị băn máy đó để vào cái phao vàng đó. Bởi vì em nói tất cả mọi người là anh đang đi lùng sục đạp hết ga hết số để cái xà lan của anh làm cho nó bùn nó nổi lên, cho chị Hà nổi lên, anh nói thế. Nhưng mà em hỏi tất cả mọi người là xà lan băn máy ở đâu? Phải thả mỏ neo ngay ở đó, động ở đó thì đó mới là xà lan hư. Chứ ở đâu mà xà lan hư ở cách đâu 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 á, xong rồi anh vẫn còn chạy đến cái phao vàng đang neo. Vậy mà hư cái gì? Vậy mà băn máy cái gì? Băn máy là nó đứng máy, là nó không thể chạy được nữa, là anh bắt buộc anh phải thả mỏ neo ngay chỗ đó thì đó mới gọi là hư. Còn ở đây em nói mọi người, xà lan của anh Tấn vẫn neo ở cái phao vàng bình thường. Anh nói anh chạy băn máy, mà băn máy kiểu gì khi anh neo xong nó mới băn? Ủa sao sắp khi vậy? Chứ nếu không anh làm sao anh chạy cho phao vàng được? Cái thứ hai mà gia đình cần phải làm chứng minh là cái dây xuồng đứt của anh ấy ở đâu rồi. Anh đừng nói là anh dục nha, bởi vì đó là cái bằng chứng giúp anh đó. Chứ đừng, anh đừng nói là anh dục cái đoạn mà dây đứt đi rồi là không được. Anh hãy làm lại cái cách là anh chặt dây xuồng, anh bơi ra cứu chị Hà. Em còn một tình tiết nữa em phải nói với tất cả quý vị các bạn như này này. Anh Tấn có nói là anh Tấn thấy cái khoảng cách 10m ai mà đưa vợ anh xuống cái hầy một cái không nổi lên luôn. Anh đã thấy vợ anh là bị đưa xuống cái hầy rồi mà anh vẫn còn bơi ở đó 15 phút làm gì? Anh vẫn còn bơi loanh quanh ở đó 15 phút, anh khẳng định là vợ anh không nổi lên nữa, anh bắt đầu anh mới gọi báo gì nào. Ủa? Anh đã thấy người ta đưa vợ anh xuống cây hầy mà nhanh hơn cả xe độ chạy rồi mà anh vẫn còn đứng ở đó 15 phút làm cái gì? Bởi vì em nói một cái tình tiết đấy thôi là chứng minh là anh Tấn không cứu vợ. Bởi vì cái khoảng cách 10m mà anh thấy người ta là đưa vợ anh xuống cây hầy một cái là anh biết ai đưa. Bởi vì cái việc mà em nói mọi người là đưa xuống cây hầy là không phải là tự nhiên cái mặt mà hụp xuống nước rồi, mà bị ai đó đã đưa vợ anh xuống một cái hầy thì ai là cái người đưa vợ anh xuống, anh phải biết. Cái khoảng cách có 10m, em nói người là anh nói là 12 giờ trưa, trời nắng chang chang, thì làm gì có chuyện anh không biết ai, đúng chưa? Nên đấy sẽ là cái bằng chứng mà để anh không thể chối cãi. Bởi vì những cái đoạn video còn đó, lời nói của anh còn đó, ngay từ ban đầu anh em hỏi là ủa, anh Tấn, sao mà chị Hà rơi, sao anh có thể kể lại? Cái đó là vì chuyện 1 triệu, là hỏi vợ đưa 1 triệu để trả nợ cho người ta 800, còn 200 mà vợ không đưa. Thế là anh nói là vợ anh không đưa, anh mới đắn xà lan từ trong bờ ra giữa sông. Thì lúc đó không biết là vợ anh đã đưa cho anh lúc nào. Anh ra giữa sông anh bảo là vợ anh đưa tiền rồi, anh tấp vô đó. Ủa, anh đang lái xà lan mà vợ anh đưa cho anh kiểu gì? Vợ anh đưa tiền cho anh lúc nào? Đó, như vậy thôi đã là không khớp rồi. Có nghĩa là cái vấn đề là anh đánh xà lan ra giữa sông đó là chị Hà đã bất tỉnh rồi, chứ lúc đó chị Hà không có đưa tiền cho anh được nữa. Em nói người như vậy. Còn nếu như chị Hà mà lúc đó vẫn còn bình thường mà ra cột dây cho anh ấy thì chị Hà sẽ không bao giờ đậu ở giữa sông, bởi vì chị Hà sợ anh mà. Chị Hà là sợ anh, đúng không? Chị Hà sợ anh nên là chị Hà mới bảo cậu Bảy đi cùng với chị Hà để có gì đó để cậu Bảy phân xử. Chứ đời thuở nào mà anh đậu ở giữa sông mà chị Hà ra cột dây. Chị Hà rất sợ anh nên chị Hà không bao giờ mà ra cột dây đậu giữa sông. Em hỏi mọi người đậu giữa sông để làm cái gì? Cái mục đích của anh đậu giữa sông làm gì? Chỉ có anh làm cái gì đó mờ ám đưa xuống cây hầy thì anh mới đậu giữa sông. Chứ một là anh vô trong bờ, trong bến, nơi những cái có xà lan để anh đậu. Chứ anh đậu gì mà anh đậu ở đó, ở giữa sông làm cái gì? Em hỏi mọi người là ở giữa sông đó anh đậu, anh không làm được một cái gì hết. Anh nợ người ta không trả được, đúng không? Anh muốn đi gặp ai, đi vô bờ làm gì không vô được. Tại sao anh phải đậu ở giữa sông? Thì cái vấn đề anh đậu ở đúng cái chỗ phao vàng, phao số 1 đó là có vấn đề rồi. Đó, nên là gia đình có nói rằng là hãy đưa xà lan về và hãy giải quyết nội bộ để dựng lại hiện trường, để xem là ngày hôm đó anh đã cứu chị Hà như thế nào. Em nói mời là không bao giờ anh chặt dây xuồng anh bơi ra, bởi vì anh đã biết là chị Hà bị đưa xuống cái hầy rồi. Anh cũng không thể nào mà em nói mọi người á, chị Hà trôi qua xà lan 40m nhưng mà nổi lên ngang xà lan luôn. Ủa, vậy là sao?
người ta là trôi đi tận 10-20 cây số, còn chị Hà không trôi đi mà còn trôi ngược lại dòng sông nữa. Em hỏi mọi người là cái đó thôi nó đã có vấn đề rồi, đúng không? Bởi vì cái một cái vụ việc mà chúng ta thấy rằng là đã theo dõi 9 tháng đến bây giờ vẫn chưa câu trả lời, vẫn không biết lý do vì sao chị Kim Hà có thể nằm được ở giữa sông 12 ngày. Bây giờ nói là cái bằng chứng là cái gì, đúng không? Cái gì đã neo, gia đình thì họ nghi ngờ là có thể là cái mỏ neo, bao sắt vụn, khúc láp gãy hay là một cái bao sắt vụn gì đó, thì phải tìm thấy cái vật đó. Còn nếu như mà không tìm thấy cái vật neo thì phải tìm thấy cái vật gì mà chị Hà đã mắc vô. Chứ em hỏi tất cả mọi người là bây giờ xuống dòng sông Hồng Cống cào toàn là bùn với cát thôi, là lại bảo là bây giờ không biết lý do. Ủa, cái dòng sông Hồng Cống nước nó chảy mạnh như thế, làm gì có chuyện mà nằm ở giữa sông 12 ngày. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người, chỉ có vứt cái cục sắt xuống thì nó mới nằm ở đó 12 ngày thôi. Chứ em hỏi mọi người là bây giờ vứt con bò xuống nó còn trôi, chứ đừng nói gì là con người. Nhưng mà không biết cái lý do nào đó mà chị Kim Hà đã được bao bọc một cách là không có thủy sinh tấn công, không có cua, ốc gì, ghẹ gì tấn công hết, mà nổi lên vẫn còn nguyên vẹn, duy nhất chỉ không có tóc. Mặt thì biến dạng mà không biết cái mặt đó đã úp phải cái gì, đã mặt đó đã bị cái gì nó ấy lên hay sao. Có nhiều người nói là cái mặt đen á, là nó do cái axit ở trong bình nó chảy lên. Có người nói là cái mặt nó đen là do cái mặt nó cắm xuống bùn. Thế em hỏi mọi người, nếu như mà nó cắm xuống bùn thì một ngày nó nổi lên rồi, làm sao mà đen mặt được? Cái mặt nó đen là bắt buộc là nó phải nằm ở bùn phải 3-4 ngày, hay là nó bị cái chất gì đó có axit nó xịt lên mặt thì cái tóc nó mới rụng được. Chứ ở đâu ra mà em nói mọi người đó, cái chân tay nguyên vẹn trên người tất cả nguyên vẹn 99%, chỉ duy nhất tóc rụng. Thì chứng tỏ là ở đây là không thể nào mà tóc rụng tự nhiên được, mà nó phải bị quấn vô một cái gì đó. Nên là nhiều người cứ phân tích rằng là có thể chị Hà đã bị rơi vào một cái võng, xong rồi cái võng nó vô tình nó quấn cái dây vô cái tóc, thế là chị Hà phụt lên một phát là cái tóc còn ở lại. Đó thì đấy là cái lời giải thích của rất nhiều quý vị khán giả. Còn mọi người có lời góp ý như thế nào hay nhận định như thế nào về câu chuyện của chị Kim Hà thì mọi người hãy để lại cái lời bình luận bên dưới video này. Em sẽ liên tục phân tích và cập nhật những cái thông tin mới nhất để có thể chia sẻ đến tất cả mọi người. Bởi vì tất cả chúng ta đang rất mong muốn tìm được câu trả lời cái nguyên nhân vì sao chị Kim Hà ra đi. Tại sao ở giữa dòng sông Hồng Cống đó tận 12 ngày mà không trôi đi đâu? Vậy thì cái vấn đề mà anh Tấn đó là bị đưa xuống cây hầy đó là ai đưa xuống? Anh phải biết. Bởi vì 12 giờ trưa giữa cái dòng sông mênh mông mà anh bảo là bị đưa xuống cây hầy mà anh không biết cái gì, thì cái đó là em nói mọi người là giống trong truyền thuyết. Anh Tấn đóng phim được, giữa buổi trưa nắng anh nói là anh nhìn thấy khoảng cách 10 mét đưa xuống cái hầy nhanh hơn xe độ chạy mà anh không biết cái gì. Ủa sao nghe buồn cười vậy, mà anh đứng ở đó 10-15 phút mà lại có cái ông xuồng cào chứng kiến. Chả lẽ cái ông xuồng cào đưa xuống cái hầy à? Đó, nên em sẽ tiếp tục chứng minh và phân tích rất nhiều video về cái vụ việc này. Nên là quý vị khán giả hãy để lại cái lời bình luận góp ý bên dưới video này ủng hộ giúp em sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất quý vị nha. Rồi, chào tất cả mọi người nhé.